Xin chào mọi người, hôm nay mình có một ngày rảnh rỗi, không có hai bé cùng với mình ở nhà thì mình sẽ tranh thủ đi bán lại những cái chai nước này, những cái bọc chai nước như các bạn thấy đây là mình đã gom lại và đủ lâu rồi, đủ nhiều rồi thì mình sẽ đi bán nó. Cái đóng chai mà mình đã gom được trong mấy tháng qua, không phải là cái chai nào các bạn đưa cho người ta thì cũng có thể recycle được, nó chỉ tùy loại chai thôi. Ví dụ như là tất cả những cái chai nước hoặc là những cái bình cạc tông của nước juice hoặc là sữa đó, thì nếu như mà nó recycle được, nếu như mà họ chấp nhận trả tiền cho những cái đó của bạn, thì bạn sẽ nhìn ở đây nè, đi tìm cái ký hiệu 10 cent refund, 10 đồng có thể được trả nè, thì các bạn collect những cái đó lại. Còn một số những cái chai khác á, thì nó không có trả tiền cho những cái chai đó của bạn, mà khi mà bạn đưa vào máy hoặc là đưa tới cái nơi để mà làm thì họ cũng không trả tiền. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Mình đã tới nơi rồi đây mọi người. Bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi sáng, mình tới hơi trễ một xíu nên chúng ta sẽ phải đợi một xíu xếp hàng đi trong. Ở bên trong thì nó có khoảng 3-4 chỗ đậu xe thôi à, nên mình phải xếp hàng. Đợi mình một xíu vô trong, mình sẽ quay cho các bạn quan cảnh nó bên trong nhìn như thế nào nha. Sau khoảng 15-20 phút chờ đợi bên ngoài thì mình đã được vô bên trong rồi nè mọi người. Các bạn có thấy cái anh mà đang ngồi trên cái xe màu vàng đó không? Thì quy trình của cái xe màu vàng đó là người ta sẽ lấy những cái thùng màu trắng này nè, họ sẽ đi, họ sẽ đổ vào trong cái thùng màu xanh. Thì ở trong cái thùng màu trắng đó là những cái chai nhựa mà đã được phân loại rồi đó, họ sẽ đổ vào trong cái thùng màu xanh này nè để cho họ xay nhuyễn nó ra luôn, và họ để trực tiếp vào trong cái container màu xanh bự đó. Khi nào mà đủ rồi thì sẽ thải tới lấy đi. Hôm bữa trước mình đi sớm một xíu thì mình quay được cả cái cảnh mà người ta bỏ xe tải vô lấy đi luôn, mà bữa nay Sukana quá đi chỉ ăn xíu là không có thấy được nữa đó. Các bạn thấy không, anh ta sẽ đổ vô rồi người ta xử lý ở đây luôn. Còn những cái chỗ khác á, thì những cái máy khác á, thì người ta chỉ gom cho người ta để đó, chứ người ta không có xử lý tại chỗ. Rồi có một cái phế bên này á, có một cái thùng màu xanh nữa, thì cái đó là để cho những cái chai lọ thủy tinh, thì mình không thấy họ xử lý gì với cái chai thủy tinh đó, mà họ chỉ để một chỗ như vậy thôi. Đây là toàn cảnh khu vực này nè các bạn. Một bên sẽ là những cái chỗ đậu xe và phía đằng sau sẽ là cái chỗ quầy thu ngân. Ở chỗ này đặc biệt các bạn sẽ được lấy tiền mặt thay vì trả lại những phiếu giảm giá. Còn ở phía bên này có khoảng 3-4 cái máy đang hoạt động, thì các bạn sẽ em tới đó và có 3-4 người nhân viên sẽ đứng ở mỗi cái máy để giúp cho các bạn. Ở đây là cái máy sau khi các bạn tới đó, các bạn sẽ đổ hết tất cả các chai lọ của các bạn vô. Cái máy này sẽ tự phân loại cho các bạn, và sau khi nó phân loại thì nó sẽ đếm luôn, và nó sẽ đưa cho các bạn một cái tờ phiếu nói cho các bạn là bao nhiêu tiền. Rồi các bạn sẽ đi ra kia và lấy tiền mà thôi. Và đây là số tiền mình đã kiếm được ngày hôm nay, 21 đồng mấy chục sen luôn đó các bạn. Cái số tiền không lớn nhưng mà cũng là một niềm vui để các bạn gom ve chai đúng không nào?